Quốc hội Việt Nam họp xuyên đêm với bắt loạn thần thân tàu muốn hạ cấp tướng Phan Văn Giang. Chào mừng toàn thể quý khán thính giả và các bạn đã quay trở lại với tin tức giải TV. Lời nói đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình, chúc quý vị và các bạn một ngày nhiều niềm vui và an lành. Thưa quý vị và các bạn, bản tin ngày hôm nay, 11 tháng 7 năm 2021, Chúng tôi xin tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn những tin tức được cập nhật mới nhất trong ngày. Sự kiện Thượng tướng Phan Văn Giang bị nhóm tường tà thân tàu Cộng hám hại và ép buộc quân ủy Trung ương, cần hạ cấp đang gây ra sự phấn nộ của dư luận. Bên phía quân đội đã bị thế lực thân tàu Cộng thao túng nên đã nhanh chóng tìm cách phế truất tướng Phan Văn Giang. Tuy nhiên, kế hoạch này đang bị chặn đứng bởi các đại biểu quốc hội. Theo thông tin chúng tôi nhận được, thế lực Trung Quốc đã bị đại biểu Lưu Bình Nhưỡng vạch trần giữa nghị trường Ngoài ra, nhiều đại biểu can giả đã công khai chỉ trích những tường tà công an nằm vùng, làm dụng quyền hành để thu lợi bất chính. Việc hạ bệ tường Phan Văn Giang là một trong số đó. Ngoài ra, các đại biểu quốc hội đã cảnh báo âm mưu của Trung Quốc trong việc thao tùng chính trường Việt Nam để dễ dàng chiếm Biển Đông, khiến một vùng rộng lớn thành ao nhà của Dương Minh. Kính thưa quý vị và các bạn, tham vọng Trung Quốc độc chiếm Biển Đông, cộng đồng quốc tế trước hết là các quốc gia trong khu vực và những quốc gia có lợi ích chiến lược gắn bò sống còn với Biển Đông bằng cam kết đồng hành, Trung Quốc trỗi dậy một cách không hòa bình. Trung Quốc càng hung hăng gây hấn để hiện thực hóa tham vọng độc chiếm Biển Đông, thì cộng đồng quốc tế lại càng tỏ ra quyết liệt và mạnh mẽ hơn nhằm chặn đứng tham vọng nguy hiểm đối với tự do hàng hải, hàng không cũng như hòa bình, an ninh ổn định của khu vực và toàn cầu này. Thưa quý vị, Trung Quốc tìm mọi cách tranh giành để hiện thực hóa tham vọng độc chiếm Biển Đông. Bất chấp dịch bệnh COVID-19 đang hoành hành trên khắp thế giới, Trung Quốc vẫn tìm mọi cách tranh giành lợi thế về quân sự và kinh tế tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, từ đó thực hiện tham vọng độc chiếm Biển Đông. Tăng chi phí quốc phòng, dùng công cụ kinh tế để gây sức ép. Theo tờ The Economic Times dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc nhậm quốc cường tuyên bố, nước này đang cho vận hành thử nghiệm tàu sân bay Sơn Đông, tự động nhằm kiểm tra hệ thống vũ khí và các thiết bị trên tàu, tăng cường huấn luyện và cải thiện khả năng tác chiến của binh sĩ. Trước đó, hồi đầu tháng 4, tàu sân bay Liêu Ninh cùng năm chiến hạm khác của Trung Quốc cũng đã diễn tập ở vùng phía đông và nam của Đài Loan. Với sự trỗi dậy nhanh chóng của sức mạnh kinh tế trong những năm gần đây, Trung Quốc đang mạnh tay chi cho lĩnh vực quốc phòng với ý đồ tăng cường sức mạnh cạnh tranh ở các điểm nóng trên thế giới, đặc biệt là ở khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương, từng bước gạt ảnh hưởng của Mỹ ra khỏi khu vực. Trong hàng chục năm qua, Trung Quốc luôn là một trong những nước có mức chi phí quốc phòng hàng đầu thế giới khi luôn duy trì ngân sách quốc phòng ở mức hai con số, cao nhất vào năm 2011 khi chiếm tới 12,7% GDP, bất chấp nền kinh tế bị thiệt hại nặng vì dịch COVID-19 cũng như tổn thương do cuộc chiến thương mại với Mỹ. Tuần trước, Quốc hội Trung Quốc vẫn thông qua ngân sách quốc phòng lên tới 178,2 tỷ USD, tăng 6,6% so với năm ngoái. Mức tăng này giảm so với mức tăng 7,5% của năm 2020, song vẫn là một con số đáng kể. Với sức mạnh đang lên, Trung Quốc bắt đầu tăng cường khoe cơ bắp, Mới đây, quân đội Trung Quốc đã tiến hành tập trận, mô phỏng những cuộc đối đầu trực tiếp với máy bay và chiến hạm nước ngoài ở Biển Đông. Tờ BOI Daily, cơ quan ngôn luận của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, cho biết cuộc tập trận bao gồm việc đuổi máy bay nước ngoài ra khỏi không phận Trung Quốc. Dù không nói ra nhưng ai cũng hiểu mục tiêu của cuộc diễn tập là nhằm vào Mỹ. Trong khu vực, Indonesia là quốc gia đầu tiên kể từ đại dịch COVID-19, đối mặt với sự cưỡng ép của Trung Quốc. Thì hàng chục tàu cá Trung Quốc cùng với các tàu tuần duyên tổ tống hồi cuối năm ngoái đi vào vùng biển ngoài khơi quần đảo Natuna nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia. Tiếp đó, tàu hải cảnh Trung Quốc đâm chìm tàu cá của Việt Nam tại vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa. Tàu chiến Trung Quốc thì chĩa pháo vào tàu tuần tra của Philippines trên biển đông. giữa tháng 4, tàu khảo sát hải dương 8 của Trung Quốc xâm nhập vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia, bám theo đuôi tàu West Canberra một tàu thăm dò làm việc theo hợp đồng với công ty dầu khí quốc gia Malaysia Petronas. Không chỉ gây sức ép về quân sự, Trung Quốc còn dùng công cụ kinh tế để áp đặt tham vọng của mình bởi sự ràng buộc về lợi ích kinh tế với đối tác thương mại và đầu tư lớn nhất là Trung Quốc. Malaysia thường không nhấn mạnh vào vấn đề tranh chấp trên Biển Đông, dù đã thắng trong vụ kiện Trung Quốc hồi năm 2016. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hầu như cũng không đề cập đến phán quyết của tòa. Trung Quốc cũng ứng xử ngày càng cứng rắn với các nước được cho là làm tổn hại đến lợi ích Bắc Kinh. Điển hình là động thái áp thuế chồng bán phá giá hơn 80% đối với sản phẩm lúa mạch Australia nhập khẩu, vì nước này thúc đẩy một cuộc điều tra quốc tế về nguồn gốc của COVID-19. Trung Quốc leo thang căng thẳng nghiêm trọng trên Biển Đông, rõ ràng việc Trung Quốc từng bước khẳng định ưu thế về quân sự và kinh tế trong khu vực dẫn đến thực tế, nước này sẵn sàng thách thức các nước khác mà không ngại bị trả đũa. Hành vi gây hấn của Bắc Kinh không mới, nhưng theo bài viết của tác giả Trias Design trên tờ The Diplomat, không giống trước đây, lần này Trung Quốc tham gia với tất cả các bên trong khu vực và lên khu vực cùng lúc ở Biển Đông và Hoa Đông. Nhiều nhà phân tích cho rằng Trung Quốc hiện dựa vào cả ba công cụ là quân sự, dân sự và ngoại giao để chuyển tiếp những yêu sách chủ quyền với các khu vực tranh chấp ở Biển Đông và Hoa Đông. Chính vì thế, các nước trong khu vực và cộng đồng quốc tế cần cùng nhau lên tiếng phản đối để tạo sức ép ngoại giao. Chính trị kiềm chế Trung Quốc Ông Richard Hidarian, chuyên gia phân tích quốc tế tại Philippines cho rằng trước những hành động của Bắc Kinh có thể gây bất ổn cả khu vực, đã đến lúc các nước ASEAN cần đưa ra một tuyên bố chung đa phương để phản đối. Tương tự, chuyên gia Boling, giám đốc chương trình sáng kiến minh bạch hàng hải Châu Á của Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế CSIS Mỹ đưa ra giải pháp các nước trong khu vực phải cùng nhau lên tiếng để cộng đồng quốc tế nhận thức rõ hơn những hành động của Trung Quốc từ đó hình thành nên một sức ép ngoại giao chứng chỉ để Bắc Kinh ngừng tiếp diễn các hành động trên. Ông Antonio Carpio, cựu thẩm phán tòa án tối cao Philippines, thì kêu gọi nước này cùng với Việt Nam và Malaysia nên tổ chức tuần tra chung để đối phó tình trạng Trung Quốc, leo thang căng thẳng nghiêm trọng ở Biển Đông. Phát biểu tại diễn đàn trực tiếp do Hội Nhà báo nước ngoài ở Philippines tổ chức, ông Antonio Carpio cho rằng hải quân ba nước có thể tuần tra chung trong lãnh hải của mỗi nước, và điều này sẽ gửi một thông điệp tới Bắc Kinh rằng Trung Quốc không thể loại chúng tôi theo từng quốc gia một, chúng tôi đoàn kết. Với các nước ngoài khu vực nhưng cũng có lợi ích như về tự do hàng hải ở Biển Đông, các chuyên gia cho rằng có thể can dự bằng nhiều cách. Đôi đốc James Stavridis, cựu tư lệnh tối cao, các lực lượng vũ trang NATO tại châu Âu và hiệu trưởng trường luật và ngoại giao Fritter tại Đại học Top cho rằng Mỹ nên tìm cách giàn trận dựa trên sự lên án ngoại giao của tất cả các quốc gia trên Biển Đông, cộng với Nhật Bản, Ấn Độ và Australia. Ông James Davidis cũng cho rằng cần có thêm các cuộc tuần tra hàng hải của không chỉ Mỹ mà các nước khác, kể cả các quốc gia NATO như Anh và Pháp. Thưa quý vị và các bạn, Tướng Phan Văn Giang bị thế lực ngầm trong quân ủy trung ương ép từ chức, gián điệp Hoa Nam nắm trọn, Bộ Quốc phòng. Thời gian gần đây, Thượng tướng Phạm Văn Giang đã công khai phá bỏ hệ thống gián điệp Hoa Nam cài cắm phá hoại trên đất nước chúng ta. Hàng trăm gián điệp Trung Quốc đã bị bắt giam và tiến hành điều tra. Thậm chí các quan chức cao cấp trong Bộ Quốc phòng của Việt Nam cũng như sự dình lưu và phục vụ đắc lực cho giặc tàu xâm lược. Hồi tháng 5 năm 2019, tướng Trương Giang Long, Phó Cục trưởng Tổng cục Chính trị đã công khai cho dư luận biết về hiểm họa gián điệp Trung Quốc trong đó Tường Long nhấn mạnh rằng gián điệp Trung Quốc đã thực hiện hàng trăm cuộc tấn công vào các quan chức đầu não từ mua chuộc. Thường dù dỗ cho đến ép buộc Việt Nam phải làm gián điệp cho Tàu Cộng, hành động này đã khiến chúng ta bị tổn thất nặng nề về mặt quân sự và chính trị. Theo đó, những đối sách của Việt Nam trên khu vực Biển Đông đã bị Trung Quốc thăm dò và phản công, đặc biệt những sơ đồ phòng thủ chiến lược của Việt Nam tại khu vực quân khu 1 quân khu 2 lần lượt bị rơi vào tay Trung Quốc. Điều này đã khiến cho Việt Nam rơi vào trạng thái nguy hiểm. Bởi nếu khi có biến cố, quân đội Trung Quốc dễ dàng đánh úp Việt Nam và khiến chúng ta tổn thất nặng nề như vậy. Có thể thấy âm mưu thâm độc của Bắc Kinh và việc Việt Nam đang bị tàn phá nặng nề bởi thế lực. Phó tá tà tàu cộng trong chính đường ngũ quan chức Việt Nam Chính vì thế lực mạnh của chúng mà ngày hôm nay nhóm này đang gây áp lực với quân ủy trung ương, ép thường tưởng Phạm Văn Giang phải từ chức nhằm vô hiệu hóa những người có tầm quan trọng trong việc chống tàu tham vọng độc chiếm biển Đông của Trung Quốc. Trong thời gian vừa qua, thường tưởng Phạm Văn Giang đã làm mạnh tay đối với những người làm gián điệp Hoa Nam cho Trung Quốc và việc thành lập từ tường quốc trong đó bao gồm tướng trương giang long lê mã lương và bùi cao khánh kết hợp thành bộ từ tường quốc cũng chính là những người tài giỏi cương trực trước những cảm dỗ đến từ trung quốc ông không ngần ngại hành động mạnh tay đối với bất kỳ ai liên quan đến đường dây gián điệp hoa nam tình báo trung quốc cũng chính vì điều đó mà ông và gia đình cũng là mục tiêu số một của bọn gián điệp trung quốc nhưng đâu đó vẫn đặt ra nghi vấn liệu rằng bọn gián điệp Trung Quốc hay công an đây vì công an và quân đội thời gian gần đây, công an không hề hỗ trợ tường Phan Văn Giang triệt phá chuyên án 203 của nhóm gián điệp Trung Quốc. Thưa quý vị, trong thời gian gần đây, tường Phan Văn Giang bị bộ công an dồn ép một cách khủng khiếp, xin từ chức hoặc là chết. Thường thường, Phan Văn Giang từ khi lên nắm vị trí bộ trưởng Bộ Quốc phòng chưa đầy 3 tháng, Thượng tướng Phạm Văn Giang đã lần lượt, lượt triệt hạ hà hàng trăm chân rết tình báo Hoa Nam nằm vùng nhiều năm tại Việt Nam, trong đó phải kể đến là kẻ nắm vai trò quan trọng hàng đầu trong mạng lưới này là ông Ngô Xuân Lịch, cựu đại tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam giai đoạn 2016-2021. Tại Việt Nam, những kẻ thân Trung Quốc có nhiều quyền lực và đủ khả năng thao túng nền chính trị. Tầm gương Thiếu tướng Trương Giang Long là một ví dụ điển hình. Vào năm 2019, ông Trương Giang Long khi đó đang là cục phó tổng cục chính trị, đã bị cách chức về hưu sau khi đăng đàn lên án chuyện tình báo Trung Quốc, cai cảm trong lãnh đạo của Việt Nam, không chỉ 100 mà là nhiều trăm. Thưa quý vị, âm mưu thôn tính Việt Nam của Trung Quốc, biển đất nước Việt Nam chúng ta trở thành chư hầu của Bắc Kinh trong giai đoạn hiện nay, Biển Đông đang là khu vực cạnh tranh giữa Việt Nam và Trung Quốc, đều đào khiến cho Trung Quốc ra sức cải cảm giản điệp vào hàng ngũ của Việt Nam. Giới chuyên gia quốc tế cho rằng Bắc Kinh không chỉ đang mất danh dự trên trường quốc tế mà còn đang đứng trước thảm họa do chính mình gây ra vì gây hấn ở biển Đông. Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến việc ông Ngô Xuân Lịch và các tường tà trong bộ đội đạo trình bất thành, như chúng ta đã biết, vào ngày hôm qua tổng cục 2, tức tổng cục tình báo của quân đội nhân dân Việt Nam đã triệt phá thành công ý đồ của ông Ngô Xuân Lịch cho việc hợp tác với gián điệp Hoa Nam cung cấp các thông tin mật của quốc gia trên cương vị thời ông này làm vị trí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hồi năm 2016 cho đến năm 2021. Ông Ngô Xuân Lịch ngay sau khi bị phát giác đã nhanh chân tẩu thoát. Thông tin cho hay rằng dù không chính thức nhưng có nhiều căn cứ để tình báo Việt Nam xác định ông Ngô Xuân Lịch đang đồn trú trong khu vực Đại sứ quán Trung Quốc tại thủ đô Hà Nội dưới sự bảo trợ một cách bền vững của ông đại sứ Hùng Ba bên cạnh Ngô Xuân Lịch việc truy bắt được tiến hành giao giết trên mọi lĩnh vực. Thì phía Tổng cục 2 và Thường tướng Phan Văn Giang cũng đưa ra hàng loạt các kế hoạch nhằm triệt hạ và thanh trừng những tường tà trong quân đội tiếp tay cho Ngô Xuân Lịch. Bản tình báo quốc phòng cho phía Tổng cục Tình báo của Trung Quốc, tức Gián Điệp Hoa Nam. Cơ sở căn cứ trụ sở của Gián Điệp Hoa Nam cũng đang trong tình trạng được phía Tình báo Việt Nam theo dõi chặt chẽ một khi có động thái nào mới trong việc tung người về Việt Nam, phiếu quân tình báo của Việt Nam tại Trung Quốc sẽ báo động với tổng tham mưu. Trong ngày hôm nay, một số thông tin cho hay rằng, ngay sau khi bị phế truất và bị truy tìm, ông Ngô Xuân Lịch, đã lồng lộn và tìm cách phản kháng bằng cách kích động một số các tướng tá thân cận thuộc phe của mình, trong đó là bốn thượng tướng quan trọng bao gồm Thượng tướng Lê Chiêm, Thượng tướng Trần Đơn, Thượng tướng Nguyễn Chỉ Vịnh và một vị Thượng tướng ẩn danh không được loan báo, tìm cách kích động quân đội đạo chính nhằm lật đổ Thượng tướng Phạm Văn Giang, chưa ngồi ghế Bộ trưởng Bộ Quốc phòng được nòng đít và Bộ Sậu Chính trị tại Việt Nam. Và thay thế tình hình giống hệt như cái cách Hoàng Văn Hoan thực hiện, hồi năm 1979, khi làm tay sai cho Trung Quốc, đã cố gắng thiết lập một bộ máy quản lý hành chính của quốc gia nhằm chống lại quân đội nhân dân Việt Nam và một số lãnh đạo thuộc Đảng Cộng sản Việt Nam. Những ý đồ này ngay lập tức bị phía Thượng tướng Phan Văn Giang vô hiệu hóa thông tin cho hay rằng, khi làm tay sai cho Trung Quốc đã cố gắng thiết lập một bộ máy quản lý hành chính của quốc gia nhằm chống lại quân đội nhân dân Việt Nam và một số lãnh đạo thuộc Đảng Cộng sản Việt Nam, những ý đồ này ngay lập tức bị phía Thượng tướng Phan Văn Giang vô hiệu hóa. Thông tin cho hay rằng, bốn vị Thượng tướng nêu trên đã bị ông Phan Văn Giang đề nghị Bộ Chính trị cần phải cho nghỉ hưu sớm, giam lỏng để tiến hành điều tra, truy tố ra trước quy định của pháp luật. Hiện nay vẫn chưa biết các thông tin liên quan, tuy ông Phan Văn Giang vẫn đang nỗ lực cố gắng để đàm phán với Đại sứ Hùng Ba nhằm đưa Ngô Xuân Lịch về quy án. Nếu như phía Việt Nam bắt được ông Ngô Xuân Lịch, thì thể diện của Trung Quốc không còn lại gì. Bởi vì toàn bộ việc cung cấp các tin tình báo do Ngô Xuân Lịch thực hiện cho gián điệp Hoa Nam thông qua người vợ bé là Phan Hoa sẽ bị đổ bể, phía Trung Quốc đã dày công thu thập các thông tin nêu trên cũng sẽ vô giá trị. Bởi phía Việt Nam đã đề phòng và thiết lập những kế hoạch mới thay thế cho kế hoạch phòng ngự tại quân khu 1, quân khu 2 và toàn bộ khu vực Biển Đông, đặc biệt là trên đảo Trường Sa và khu vực Vịnh Cam Tranh, Khánh Hòa. Như chúng ta đều biết rằng, phía Trung Quốc từ hàng ngàn năm qua luôn tìm mọi cách để thâu tóm Việt Nam và việc âm mưu cải cảm gián điệp vào hàng loạt các vị trí cao cấp hoặc mua chuộc bằng quyền và tiền, thậm chí là lô kéo bằng sắc đẹp của mỹ nhân cũng không phải là hiếm. Theo một nguồn tin tiết lộ của ông Thiếu tướng Trương Giang Long, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, thì hiện nay gián điệp Hoa Nam đã cải cảm rất nhiều trong bộ máy lãnh đạo, thậm chí con số lên đến hàng trăm buổi nói chuyện này đã nhanh chóng bị kết thúc và ông thừa Tường trương giang long đã buộc phải nghỉ hưu non trước tuổi vì những phát biểu mang tình chồng trung quốc một số nguồn tin thân cận cho hay rằng ông thừa tướng trương giang long bị bắt là vì đã đưa ra một số bình luận và trong đó có các hành động gây nguy hại cho ngô xuân lịch như điều tra hệ thống gián điệp sớm hay muộn thì ngô xuân lịch cũng sẽ bị lôi ra ánh sáng vì vậy tên thủ hạ vi cường ông lịch ra tay trước là thượng sách như chúng ta để biết rằng, âm mưu của Trung Quốc cho việc thôn tính Việt Nam là điều đã được thực hiện hàng ngàn đời qua. Trung Quốc gia tăng các hành động để độc chiếm Biển Đông cũng nằm trong kế hoạch thôn tính Việt Nam. Với người Trung Quốc luôn tâm niệm rằng Việt Nam là một tỉnh của Trung Quốc cần phải thống nhất, giống như phía Đài Loan hay Tây Tạng, Tân Cương, các mục tiêu chính sách của Trung Quốc tại Biển Đông cho năm 2021 đến nay vẫn không thay đổi. Thúc đẩy các tuyên bố chủ quyền bất hợp pháp đồng thời tiếp tục làm suy yếu tuyên bố chủ quyền của các nước đông nam á các hoạt động trên thực địa cũng như chính sách nội địa cùng với các hoạt động tuyên truyền cho dân chúng hiểu sai về vấn đề chủ quyền của quốc gia